Xin chào tất cả anh chị em đang quay trở lại với video của Trung Phạm. Hôm nay Trung Phạm chia sẻ với anh chị em một vài thông tin liên quan đến việc lựa chọn sản phẩm chính hãng và lựa chọn sản phẩm không chính hãng của dụng cụ điện cầm tay. Trung Phạm kinh doanh dụng cụ điện cầm tay được hơn 3 năm và trong khoảng thời gian như vậy, bộ phận bảo hành của Trung Phạm có gặp một số trường hợp thế này muốn chia sẻ với các anh chị. Đấy là một vài khách hàng họ mang cái sản phẩm không chính hãng lên nhờ bộ phận bảo hành của Trung Phạm sửa chữa hoặc là bảo dưỡng cho họ. Nhưng có một vấn đề gặp phải ở đây. Thứ nhất là cái sản phẩm không chính hãng phụ kiện thay thế rất khó khăn, rất khó để tìm, không có sẵn. Thứ hai nữa là để có thể lấy được cái phụ kiện bảo hành như vậy của cái sản phẩm không chính hãng thì mất thời gian khá nhiều, khá lâu. Chính điều đấy làm cho khách hàng họ phải chờ đợi. Chờ đợi thì ảnh hưởng đến cái tiến trình, đến cái công việc của họ hiện tại thì đang làm. Bởi vì tâm lý của người tiêu dùng, của khách hàng là bao giờ cũng muốn sản phẩm được giải quyết một cách nhanh nhất, bảo hành được giải quyết một cách nhanh nhất có thể để họ làm sao để đảm bảo được công việc của họ đang làm. Quý vị mua một cái sản phẩm không chính hãng thì giá thành nó có thể thấp hơn cái sản phẩm chính hãng tầm khoảng 1/3. Nhưng về hiệu suất, về hiệu quả, về chất lượng của cái sản phẩm đấy thì nó không thể bằng sản phẩm chính hãng được. Về phụ kiện thay thế thì sản phẩm chính hãng bao giờ cũng có sẵn, bởi vì là những cái hãng lớn trên thị trường bây giờ là mỗi khu vực đều có một cái trung tâm bảo hành. Anh chị yên tâm cái việc là mua sản phẩm chính hãng thì dịch vụ bảo hành, dịch vụ hậu mãi sẽ tốt hơn rất nhiều lần so với cái sản phẩm không chính hãng. Về cái chính sách bảo hành của sản phẩm chính hãng bao giờ rất là chu đáo. Sản phẩm chính hãng có thể bảo hành từ 6 đến 12 tháng. Và trong vòng 6 đến 12 tháng đấy là bảo hành miễn phí. Chính vì vậy, nhiều người muốn nói là sản phẩm chính hãng và sản phẩm không chính hãng nó cái nào đắt hơn. Tất nhiên rồi, nếu xét một cách tổng thể thì sản phẩm chính hãng bao giờ cũng rẻ hơn là sản phẩm không chính hãng. Cảm ơn tất cả anh chị đã xem video của Trung Phạm. Hãy đăng ký kênh của Trung Phạm để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả anh chị.